Anh em thân mến, Thao Chim Cú Gáy miền Bắc, số điện thoại là 0163 5305 982. Xin trân trọng giới thiệu đến tất cả anh em Bắc Trung Nam một giống chim gọi là chim khổng lồ. Đây là con chim, nó được khoảng 4 tháng tuổi mà nó đã to như thế này. Đó. Anh em có thể nhìn rõ, mình nuôi avi đâm ra nó cũng hơi là rộng, chim nó cũng chưa được thuần lắm, nhưng mà thế này nuôi từ nhỏ lên thế là nó cũng thuần rồi. Đó. Mình địa chỉ thuộc thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, gần trung tâm nghiên cứu con đà điểu ngoài miền Bắc. Đó, anh em có thể thấy là con chim nó rất là to, rất là đẹp chim, mã ngỗng này, đó, phấn hồng này, đó, rất là to chim. Có một số người nói vui tính mà anh Thao chim to. Đó, vì sao là như vậy? Bởi vì mình đang sở hữu cái giống chim là như vậy. Đây là giống chim khổng lồ của Thao Chim Cú Gáy. Đó, anh em nhìn thấy nó một đôi, con ngoài là con trống, đó, con vừa nhảy sang là con trống. Đấy, anh em có thể thấy là con chim nó rất là gì? Nó rất là. Đó, ok. Tốt rồi. Đó. Rất là tự nhiên đúng không? Rất là tự nhiên thôi. Chim mình nuôi từ nhỏ lên nó rất là thuần, khá là thuần. Đó, đây là đôi chim của nó nhá, chụp một kiểu luôn. Anh em nào muốn mua những đôi chim giống đẹp chuẩn ngực hồng chân đỏ như thế này, gọi cho mình là Thao
mình mở phát triển cái trang trại để bảo tồn cũng như gây những cái giống chim cu gáy rất là ok luôn. Đặc biệt là các anh em ở trong miền Nam và miền Tây rất thích chim của mình. Đó. Ngoài bên cạnh đây là một đôi chim hồng. Người hồng nhưng mà đầu nó lại đốm đốm mơ trắng. Rất là lạ. Âm giọng vẫn như cu 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 cườm mình luôn. Đó, các bạn nhìn kìa, con chim trống này. Nhìn rất là hung, rất là nhanh nhẹn. Con chim này rất là đẹp đúng không? Đó. Đó, rất là đẹp. Mình muốn chụp một đôi. Chim rất là to, chim. Đó. Đó. Mình muốn là những khoảnh khắc chim của Thao, chim cô gái các anh em nhé. Đó, chim hồng này. Đấy là con chim hồng. Con chim hồng này là con chim mái. Còn chim trống của nó đây. Chim trống của con chim hồng là trong này. Đó. Đó. Anh em thấy chim của mình hay thì có thể đăng ký kênh của mình ra những cái giống chim rất là đặc biệt, chim mơ mặt, rồi chim ngực hồng, rồi chim chân đỏ. Cái điều quan trọng của nó là nó rất là ok, rất là ok. Số điện thoại của mình xin nhắc lại là số điện thoại của Thao, tổng đài chim cu gáy để bán giống cung cấp toàn quốc.
là bởi vì mình phát triển trang trại, đâm ra là anh em cũng yên tâm là giống của mình rất là chủ động. Đó, giống chim rất là đẹp, gáy rất là ok luôn. Đó là niềm đam mê cũng như là cái cuộc sống của mình. Đó, chim của mình nó gáy đó. Đó. Ok. Đó. Một trang trại chim quá trời luôn. Các bác yên tâm là mình sẽ cung cấp chim giống ra thị trường rất là đảm bảo. Đó. Kết hợp mấy kinh nghiệm lâu năm cũng như là công tác thú y rất là tốt, công tác an ninh rất là tốt. Mình nuôi 10 con chó, một cái chòi, lắp camera và nuôi ngỗng để trông chim. Đó. Anh em có thể thấy là mô hình của mình thì cũng khá là nằm hiện giờ thì cũng đang phát triển rất là tốt. Đó. Anh em thấy có thể thấy là mình xin nhắc lại là cái kênh Zalo của mình là chim cu gáy hay. Kênh Facebook của mình cũng là chim cu gáy hay. Số điện thoại là 0163 530592. 0989 177982. Thân ái, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.